Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Côn Đảo phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức giải bóng chuyền nam nữ chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Giải đấu tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên và nhân viên ngành giáo dục Côn Đảo được giao lưu, học tập kinh nghiệm, từ đó thắt chặt tình đoàn kết giữa các trường, đơn vị trên địa bàn huyện. Tham dự giải bóng chuyền huyện Côn Đảo có 9 đội bóng với hơn 100 vận động viên là cán bộ giáo viên thuộc ngành giáo dục và các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất bóng chuyền nam cho đội Trung tâm Y tế Quân dân y và giải nhất bóng chuyền nữ cho đội Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Ngoài giải bóng chuyền nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, huyện Côn Đảo còn tổ chức nhiều hoạt động khác như đi bộ đồng hành, kéo co, cầu lông, cờ tướng nhằm tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên ngành giáo dục có cơ hội giao lưu rèn luyện sức khỏe và thắt chặt tình đoàn kết trong ngành.